Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ ba ngày 15 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh ủy Bắc Cạn đã tổ chức hội nghị giao ban bằng hình thức trực tuyến với các huyện, thành phố, các sở, ngành để đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Các đồng chí Hoàng Duy Trinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Cạn, Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì hội nghị. Báo cáo của tỉnh ủy cũng như các ngành địa phương tại hội nghị cho thấy tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trên địa bàn tỉnh, cơ bản ổn định, người dân vui xuân, đón Tết an toàn. Tỉnh đã chỉ đạo dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể thao, dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa. Các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là tiết kiệm chi tiêu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ nguồn ngân sách nhà nước. Cùng với đó, quan tâm thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là đối với các đối tượng chính sách, người nghèo, gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai. Trong dịp Tết, toàn tỉnh đã thăm hỏi, tặng trên 14.000 suất quà Tết cho người dân, với tổng trị giá hơn 4,2 tỷ đồng. Sau dịp Tết vừa qua, dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu gia tăng, tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế cũng như các huyện, thành phố kịp thời có những biện pháp để khoanh vùng dập dịch theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các lĩnh vực kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nhất là thu hoạch cây trồng vụ đông, chuẩn bị sản xuất vụ xuân, chuẩn bị trồng rừng, sản xuất công nghiệp, giải ngân vốn xây dựng cơ bản, v.v. Hiện nay, các địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho việc tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Tại hội nghị giao ban, nhiều vấn đề khó khăn vướng mắc cũng đã được các địa phương phản ánh, đề xuất biện pháp khắc phục và đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng trao đổi, trả lời, hướng dẫn cụ thể ngay tại hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Trinh nhấn mạnh, mặc dù gặp một số khó khăn, nhưng với sự tích cực, chủ động của các ngành, địa phương, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, tỉnh đã đạt được kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với ghi nhận biểu dương, đánh giá cao, tinh thần chủ động của các ngành, địa phương, biểu dương sự cố gắng của đội ngũ y bác sĩ và các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các y bác sĩ tiếp tục cố gắng bảo đảm sức khỏe cho người dân trong tỉnh. Thời gian tới, dịch bệnh COVID-19 được dự báo sẽ diễn biến phức tạp, đòi hỏi các ngành, địa phương cần đoàn kết, nỗ lực cao hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2022. Đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát, chỉ đạo giải quyết ngay những kiến nghị của các địa phương, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai thực hiện cam kết, kiên quyết xử lý những nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết với tỉnh. Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh hướng dẫn kịp thời cho các địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Người đứng đầu ấy, thì cần phải quan tâm thực hiện tốt thêm một số nội dung sau đây. Thứ nhất, mà là ngay từ bây giờ, tức là các cơ quan đơn vị địa phương và đặc biệt là cán bộ công chức của chúng ta, thì báo cáo các đồng chí tôi nói cán bộ công chức ở đây là từ cấp xã trở lên, không riêng gì cấp huyện, cấp tỉnh nữa. Phải chủ động tập trung thực hiện các nhiệm vụ và nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường. Đấy, đảm bảo các hoạt động công được diễn ra thông suốt, liên tục, đáp ứng nhu cầu tốt nhất phục vụ của người dân. Gia đình cấp ngành chúng ta phải bám sát vào cái nhiệm vụ kế hoạch của năm 2022. Đấy, để từng cơ quan đơn vị chúng ta đã xây dựng lộ trình kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện rồi. Thì tôi đề nghị các đồng chí chúng ta phải quyết liệt hơn nữa, phải chủ động, phải linh hoạt, phải sáng tạo. Nhưng mà tôi đề nghị các đồng chí phải phối hợp chặt chẽ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành địa phương bám sát kế hoạch nhiệm vụ của năm 2022 để có giải pháp sáng tạo phù hợp, quyết tâm thực hiện, phải tăng cường sự phối hợp trong giải quyết công việc, nhất là những khó khăn vướng mắc, tránh sự cắt cứ, quán triệt tinh thần công tác phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành địa phương không được lơ là chủ quan, tập trung thực hiện tiêm phòng vaccine, khắc phục tình trạng thụ động trong công tác tiêm phòng ở một số địa phương theo tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, phải tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác của người dân trong phòng và chống dịch.
triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ về thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành phố, các ngành tập trung thực hiện các dự án đầu tư công và giải ngân vốn, không để xảy ra thất thoát tiêu cực, chuẩn bị sẵn sàng cho các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai thực hiện khi được ra nguồn vốn, cùng với đó chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân và trồng rừng đúng khung thời vụ, có giải pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, tổ chức tốt việc dạy học cho học sinh gắn với công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức giao nhận quân năm 2022 đúng, đủ và đảm bảo chất lượng theo quy định. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường bám sát cơ sở để tuyên truyền vận động người dân. Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chính sách trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành địa phương tiếp tục làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, kịp thời giải quyết ngay những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống người dân, không để hình thành điểm nóng. Trong thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Nari diễn biến phức tạp, do đó bên cạnh việc làm tốt công tác giải ngân các nguồn vốn chính sách cho người dân, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là một buổi giao dịch của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tại xã Cồn Mình. Cán bộ ngân hàng và người dân đến giao dịch được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi thực hiện các thủ tục, nhằm hạn chế tập trung đông người theo chỉ đạo của huyện. Phòng Giao dịch thông báo đến các tổ tiết kiệm và vay vốn những khung giờ làm việc khác nhau để tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn và người dân luân phiên đến làm việc và tuân thủ thực hiện 5K theo quy định. Dịch bệnh này thì vẫn là từ 8 giờ với lại từng tổ đến một. Lúc trước thì là giao ban, thì bây giờ thì là mùa dịch bệnh này thì là cứ từng tổ đến một thôi. Thế là tổ làm xong thì là về trước, rồi là tổ đến sau làm sau. Vừa tuân thủ các phương án phòng chống dịch, Phòng Giao dịch Ngân hàng tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội thực hiện ủy thác vay vốn như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên. Bên cạnh đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nari còn tư vấn hỗ trợ người dân vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, kịp thời ghi nhận tháo gỡ những khó khăn cho người dân. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã giải ngân được trên 4,4 tỷ đồng vốn vay cho người dân, nâng tổng dư nợ của phòng giao dịch lên trên 330 tỷ đồng. Trong đó tỷ lệ dư nợ cao nhất là vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn trên 109 tỷ đồng, dư nợ vay hộ nghèo trên 94 tỷ đồng. Ngoài cái việc là chấp hành nghiêm các cái quy định của chính phủ, cơ quan y tế, thì chúng tôi đã kịp thời tham mưu cho ban đại diện để thực hiện tốt một số cái nội dung cụ thể, ví dụ như kiểu là thay đổi cái thời gian giao dịch cho nó phù hợp. Cái thứ hai là phân luồng khách hàng đến giao dịch và đảm bảo theo đúng chống dịch theo đúng quy định. Thì cùng với đấy thì chúng tôi cũng tranh thủ cái việc cái thời gian thì là tập trung quyết liệt chủ động trong việc là triển khai các nguồn vốn tín dụng chính sách làm sao phục vụ tốt nhất cái nhu cầu vay vốn của bà con. Việc thực hiện tốt nguồn vốn tín dụng chính sách trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không những hỗ trợ các đối tượng chính sách tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Do đó, ngay từ đầu năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nari tiếp tục triển khai các chương trình vốn vay ưu đãi, hỗ trợ các hộ vay vốn đầu tư có hiệu quả, từ đó vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đến nay, tổng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện qua Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Cạn là trên 43 tỷ đồng. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân các cấp chuyển nguồn vốn, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã thực hiện tham mưu, phân bổ và tổ chức triển khai cho vay theo quy định hiện hành. Theo đó, từ năm 2015 đến nay, chi nhánh đã cho hơn 1.200 hộ vay vốn. Từ nguồn vốn ủy thác, địa phương đã giúp cho hàng trăm hộ thoát nghèo và cận nghèo, tạo việc làm ổn định cho gần 1.000 lao động. Tuy nhiên, nguồn vốn ủy thác tại tỉnh Bắc Cạn vẫn ở mức thấp nhất khu vực cũng như toàn quốc, do đó chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của người dân. Huyện Bắc Nạm đã tăng cường công tác quản lý nhà nước tại Nghị định số 96 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn huyện. Hiện địa bàn huyện Bắc Nạm có 8 cơ sở cho thuê lưu trú, 9 cơ sở kinh doanh karaoke, 7 cơ sở kinh doanh khí hóa lỏng, ga, cơ sở kinh doanh dịch vụ in và 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Theo Điều 3, Nghị định 96 quy định rõ 23 ngành nghề kinh doanh phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý. Công an huyện Bắc Nạm đã phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh. Riêng trong năm 2021 đã kiểm tra được 13 lượt tại 29 cơ sở kinh doanh, phát hiện xử phạt 1 cơ sở vi phạm.
đồng thời cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho một cơ sở dịch vụ karaoke, một cơ sở dịch vụ lưu trú. Ông Lê Tiến Đạt, trú tại tổ 13, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn, thường để xe ở mảnh đất trống gần nhà. Theo thói quen, tiền đi chợ cũng được chủ xe quận lại trong hộc để đồ cạnh ghế lái. Tuy nhiên, sáng ngày 14 tháng 2, ông phát hiện phần kính bên phải cạnh ghế phụ đã bị đập vỡ. Số tiền trên cũng biến mất. Nhận được tin báo của ông Đạt, Công an phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn đã thụ lý vụ án. Chỉ sau 2 giờ tiến hành điều tra, đã bắt giữ được đối tượng Bùi Văn Mạnh, 30 tuổi, hàng xóm của ông Đạt, là thủ phạm gây án. Lực lượng công an đã thu hồi chiếc búa là công cụ gây án và 2 triệu 200 nghìn đồng. Tại cơ quan công an, Bùi Văn Mạnh khai nhận buổi tối hôm trước đến lấy củi tại mảnh đất trống nơi ông Đạt đỗ xe và phát hiện trong cabin ô tô có tiền. Đến 5 giờ 40 phút ngày 14 tháng 2, Mạnh đã dùng chiếc búa buộc củi đập vỡ kính để lấy tiền đem đi mua ma túy sử dụng. Trước thủ đoạn trên, cơ quan công an khuyến cáo chủ các phương tiện cần tìm chỗ đậu xe an toàn, khóa toàn bộ cửa xe và không nên để tài sản có giá trị trong xe. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi phần tin trong tỉnh. Bây giờ là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa nay.